Hello, xin chào mọi người. Dòng sản phẩm giảm cân tiếp theo mà em muốn gửi đến cho mọi người đó là giảm cân Bomel nha mọi người. Đó, em này công dụng ra sao thì hôm nay tìm hiểu luôn. Công dụng của em này là hỗ trợ chuyển hóa chất béo và hỗ trợ giảm béo rất là tốt luôn. Mỗi ngày thì mấy chị, 2 ngày đầu tiên thì sử dụng 1/2 gói, ngày thứ 3 trở lên thì mình sử dụng một gói trước khi ăn 15-30 phút. Đây, đó thành phần thiên nhiên nha, quả bưởi nha mọi người, rất là an toàn cũng như là giảm mỡ bụng cũng rất là tuyệt vời. Đây là cái detox mà được tặng kèm theo. Cái này là hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc đẹp da và làm cải thiện các vấn đề về tiêu hóa, bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, ngăn ngừa khả năng hấp thu chất béo. Mọi người ơi, đây là cái dòng sản phẩm giờ được kèm quà tặng thêm. Đây, mua cái hộp này nè, sẽ được tặng cái hộp này nè. Trời ơi, quá tiện dụng luôn. Mọi người nhanh tay lên đơn nè. Tối nay em sẽ lên video cái dòng sản phẩm giảm cân này để mọi người hiểu hơn nha.